Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Hiện nay Lợi trả lời một thắc mắc của một bạn hỏi rằng bội số nhỏ hơn 30 của 8 là gì? Thì thứ nhất các bạn nhớ giúp Lợi, bội là nhân nha các bạn. Bội là nhân. Thì các bạn nhân cho 0 nè, nhân cho 1 nè, nhân cho 2, nhân cho 3, vân vân và vân vân. Ví dụ như bội của 5, bội là ký hiệu bằng chữ P, bội của 5 nhân cho 0 ra 0, nhân cho 1 ra 5, nhân cho 2 ra 10, nhân cho 3 ra 15, nhân cho 4 ra 20, vân vân và vân vân. Được chưa? Vậy tương tự các bạn tìm bội của 8, bội của 8 là nhân cho 0 được 1, nhân cho 0 được 0, nhân cho 1 được 8, nhân cho 2 16, nhân cho 3 24, nhân cho 4 32, nhân cho 5 40, vân vân và vân vân. Nhưng do đề bài nó kêu là bội của 8 nhỏ hơn 30, vậy suy ra bội của 8 của mình sẽ bằng những cái số nào nhỏ hơn 30 các bạn lấy là 0 8 16 20 24. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.